Hải Trân xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục đối thoại hướng nghiệp tuyển sinh của chương trình Vững Bước Tương Lai. Thưa quý vị, nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung luôn tạo ra những giá trị liên quan đến con người, cũng như là xây dựng về hình ảnh của ngôi trường thân thiện và gần gũi với các bạn học sinh sinh viên, cũng như luôn tạo ra những ngành nghề mũi nhọn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với trường Đại học Văn Hiến để nghe thầy cô chia sẻ và chúng ta khám phá hơn về ngôi trường này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nhân vật khách mời hôm nay. Xin được giới thiệu sự góp mặt của tiến sĩ Trần Anh Dũng, là phó hiệu trưởng thường trực của trường Đại học Văn Hiến. Xin được giới thiệu sự góp mặt của tiến sĩ Đinh Thị Thủy, trưởng khoa kỹ thuật công nghệ của trường Đại học Văn Hiến. Xin được cảm ơn thầy cô đã tham gia chương trình hôm nay. Các bạn học sinh khi mà lựa chọn một trường nào đó thì đâu sẽ là những yếu tố kiên quyết để các bạn đăng ký vào trường đại học ạ? Em xin mời thầy. Thực tế thì trước kỳ thi thì các bạn đã chọn rồi, đã chọn cái ngành nghề nào mà mình muốn. Tiếp theo là chọn trường. Thì chọn trường có 3 yếu tố mà các bạn sẽ chọn. Thứ nhất đó là cái ngành nghề, trường có ngành nghề bạn thích hay không. Thứ hai là cái trường đó có phù hợp không, bạn thích trường đó hay không. Yếu tố về chất lượng đào tạo, về con người, về môi trường hoạt động, môi trường sinh hoạt và thậm chí là học phí nữa. Thì những yếu tố đó tụ chung lại để sinh viên có thích hay là không thích, chọn hay là không chọn. Ngoài ra còn có một số là điểm số nữa, các bạn phải đạt được cái chuẩn các trường mới vô được. Thì trường Đại học Văn Hiến thì ngoài việc mà chất lượng đào tạo, trường đã được kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo MoS và các chương trình đào tạo cũng thế. Và đặc biệt là chương trình quản trị kinh doanh và chương trình quản trị du lịch lữ hành là vừa mới đạt chuẩn của AUN, Liên hiệp các trường đại học Đông Nam Á. Để chọn vào một trường á, quan trọng nhất là thích. Đúng không ạ? Thích thì mới cố gắng học và trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng ta phát triển cá nhân. Thành nhân trước thành danh. Thì câu nói đó là xuyên suốt từ cái chương trình đào tạo đến những lời giảng và đến những hoạt động của sinh viên. Sinh viên ra trường thì phải là thành nhân. Và từ cái yếu tố thành nhân đó là một cái bước nhảy và một cái đòn bẩy để chúng ta thành danh. Các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, việc đào tạo là đa dạng ngành nghề, vì thế các trường sẽ có những ngành mũi nhọn. Vậy thì với trường Đại học Văn Hiến thì những ngành mũi nhọn là những ngành nào ạ? Là hiện trường Đại học Văn Hiến thì có 10 khoa. Thì các ngành thuộc 10 khoa của trường Đại học Văn Hiến đều quan trọng và có tính thực tiễn mà người học rất là cần. Và hôm nay tôi chỉ xin chia sẻ đại diện một số ngành, ví dụ như ngành marketing, rồi ngành quản trị kinh doanh, rồi ngành quản trị du lịch và lữ hành, rồi ngành quan hệ công chúng, rồi ngành công nghệ thông tin, rồi ngành piano, thanh nhạc, rồi ngành công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật điện tử viễn thông. Rồi đối với bên khoa ngoại ngữ thì có các ngành về ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, vân vân. Thì đó là những cái ngành tiêu biểu hiện nay mà người học rất là ưa thích và rất là mong muốn để được vào các ngành tiêu biểu này. Như cô Thủy đã trình bày á, thì có hơn 30 ngành. Tất cả các chương trình đào tạo là learning by doing, tức là thực học, thực hành. Học thì ra có thể làm việc được. Thì việc mà đào tạo để cho sinh viên có thể có việc làm ngay khi ra trường, đó là điều đầu tiên khi mà thiết kế, vận hành và đánh giá chương trình đào tạo. Đó là những cái lợi thế và yêu cầu bắt buộc đội ngũ sư phạm của trường Đại học Văn Hiến. Khi thầy chia sẻ thì em nghĩ rằng là những cái ngành mũi nhọn hay là những cái ngành nghề mà được đào tạo tại trường Đại học Văn Hiến cũng sẽ có những cái lợi thế và thuận lợi. Chắc em mời cô Thủy chia sẻ. Nó có những thuận lợi như thế này. Tức là cái đội ngũ giảng viên của nhà trường á, thì rất là chuyên nghiệp, rất là có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản. Cái đội ngũ mà giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cũng như từ mức độ thạc sĩ trở lên thì cái tỷ lệ cũng tương đối là ổn. Rồi cái lợi thế tiếp theo nữa là trường mình có trung tâm hợp tác doanh nghiệp thì có liên kết với các đơn vị bên ngoài, giống như các công ty doanh nghiệp bên ngoài hoặc là liên kết trong nước cũng như ngoài nước, giới thiệu cơ hội việc làm cho các em cũng như là các nơi mà kiến tập, thực tập, trải nghiệm cho các em. Thì các em sinh viên từ năm nhất đã bắt đầu được đi thực tập, trải nghiệm, kiến tập cho đến xuyên suốt năm 2, năm 3 đến lúc ra trường. Thì các em có cơ hội tiếp nhận những cái vấn đề mà thực tiễn từ các doanh nghiệp. Rồi cái thuận lợi tiếp theo nữa là trường mình có những cái cơ sở vật chất rất là tốt, các phòng thực hành, đặc biệt là đối với những cái ngành mà thuộc khối kỹ thuật, cũng như thực hành của khối piano hoặc là các ngành thực hành bên các khoa, trải nghiệm, ngành nghề v.v. thì sinh viên cũng được tiếp cận đầy đủ. Các em được tham gia, chia sẻ
từ những cái nhà doanh nghiệp trong các buổi thảo luận hay các buổi hội thảo về chuyên ngành, ngành nghề vân vân, cũng như trung tâm chăm sóc người học, trung tâm hợp tác doanh nghiệp, các trung tâm đều hỗ trợ cho các em trong đa phương diện để các em khi hoàn thành cái chương trình học, các em trở thành một cái nguồn nhân lực ứng dụng ngay với thực tiễn và rất là phù hợp với cái nhu cầu nguồn lực hiện nay. Và thậm chí là đang thực tập rồi, doanh nghiệp cũng nhận sinh viên. Nhận sinh viên làm việc ở tại doanh nghiệp và ký hợp đồng full time luôn. Yeah. Đặc biệt là sau mùa dịch Covid, kinh tế các gia đình cũng không có khá gì hơn. Do đó thì trường Đại học Văn Hiến đã có những cái chính sách khởi tạo những cái dự án tạo việc làm cho sinh viên. Và hiện nay có rất rất nhiều cái việc làm part time cho sinh viên. Và nhà trường cũng liên kết với những cái tập đoàn và những cái công ty, ví dụ như là những công ty về bán lẻ, công nghệ, những cái giao nhận để giúp cho các em có việc làm. Nhưng mà có những kiểm soát để các em có đủ thời gian học, chứ không phải đi làm không rồi lúc rồi bỏ học. Dạ. Thì không phải như thế. Vậy thì một cái hoạt động của các bạn sinh viên nữa mà rất nhiều các bạn quan tâm, thậm chí nó trở thành một trong những yếu tố để các bạn tốt nghiệp luôn, đó là tham gia các câu lạc bộ đội nhóm và tham gia các hoạt động của đoàn hội. Vậy thì các bạn sẽ được nhận những gì từ các hoạt động này ạ? Đối với câu hỏi của em thì tôi xin chia sẻ một câu chuyện về sinh viên của ngành quản trị kinh doanh. Khi bạn đấy vào trường thì bạn đấy là học sinh giỏi. Dạ. Cái gì cũng rất là bỡ ngỡ, phụ huynh cũng đi theo, đi học cũng chở đi học. Thời điểm đó thì tôi gặp bạn đấy và tôi nói thôi được rồi, bây giờ theo học những cái ngành nghề con chọn. Thứ nhất, thứ hai nữa, ngoài cái việc học tập giống như gọi là con mọt sách, con phải tham gia những cái hoạt động để con tích lũy được những cái kinh nghiệm sống, để con ứng dụng được những cái kỹ năng mềm. Con thích bóng rổ, bắt đầu tham gia những câu lạc bộ bóng rổ. Con thích bóng đá, tham gia câu lạc bộ bóng đá. Rất là nhiều câu lạc bộ. Tôi thấy bạn đặc biệt rất là phát triển. Khi tốt nghiệp thì phụ huynh đến phòng tôi cảm ơn. Cảm ơn là gì? Con tôi sau 3 năm rưỡi học đã thay đổi rất là nhiều. Ngoài những kiến thức, quan trọng nhất là em đã thay đổi về chất, tức là năng động hơn, sống tích cực hơn và biết hòa đồng, biết giúp đỡ được mọi người. Không như hồi xưa là cháu đi học về cái cháu lên phòng ăn thì kêu ăn, rồi xong rồi đi học thì chở đi học. Nhưng bây giờ thì nó khác rất nhiều và rất là hạnh phúc khi mà con của mình được như vậy. Tôi nghe như vậy tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì tạo được những cái điều kiện cho học sinh phát triển. Dạ. Đó là một câu chuyện để tôi minh họa được cái là cái việc tham gia câu lạc bộ, tham gia những hoạt động đội nhóm của nhà trường giúp cho CV nó phát triển như thế nào. Đó là một trong những lý do mà rất nhiều người khi người ta đến với trường Đại học Văn Hiến, người ta sẽ thấy một cái câu là thành nhân trước thành danh. Nó tạo ra những cái giá trị về thái độ sống, về cái những cái kỹ năng được học tập. Thì với góc độ là một người quản lý giống như thầy, thì một cái lời khuyên chân thành nào dành cho các bạn học sinh chuẩn bị chọn trường để vào đại học ạ? Đối với trường đại học ở Việt Nam thì có hai dạng. Thứ nhất là trường đại học định hướng nghiên cứu và trường đại học định hướng ứng dụng. Trường Đại học Văn Hiến thì tập trung định hướng ứng dụng, tức là sinh viên học ra là để đi làm và để kiếm tiền được cho bản thân và cho gia đình và một cái giá trị nào đó cho xã hội. Chọn trường thì tôi khuyên rằng đầu tiên là phải chọn nghề, chọn ngành, thích ngành nào, đam mê ngành nào, định hướng ngành nào, phải chọn ngành trước. Chứ đừng có theo một cái trào lưu học y đi theo y, ví dụ như hồi xưa thì học y là theo y, xong rồi học nửa chừng rồi bỏ. Yeah. Đấy, mình phải đam mê trước, từ đam mê đó rồi chúng ta mới chọn trường, cái ngôi trường nào chúng ta thích. Đặc biệt hơn nữa cũng xin thú thiệt luôn là kinh tế gia đình chúng ta đủ khả năng tài trợ cho chúng ta như thế nào, tất cả những gì liên quan thì cái đó cũng là quan trọng lắm. Yeah. Rất là quan trọng. Môi trường đọc Văn Hiến sẽ tạo điều kiện tốt nhất, tạo nhiều cơ hội nhất cho các em. Dạ, cảm ơn thầy cô rất là nhiều đã chia sẻ ngày hôm nay. Với những chia sẻ vừa rồi của quý thầy cô thì em nghĩ rằng là quý phụ huynh khi mà theo dõi chương trình này lại sẽ là một người bạn đồng hành để giúp cho con em mình có thể dễ dàng lựa chọn được ngành nghề trong tương lai. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.